Xin chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay thì các bác đang được quan sát bộ karaoke dành cho anh Trường ở Tân Quang. Cấu hình đầu tiên thì các bác nhìn có một quả súp này, quả súp ba bãi, súp bãi 40. Con này bánh rất là kinh khủng luôn. Và mình dùng một con đẩy ba kênh, một kênh chuyên đánh súp này, một kênh chuyên đánh súp EQ này, hai kênh đánh full, một kênh chuyên súp cắt cốt. Con này là con ba kênh nhá, một kênh chuyên đánh súp này và một con mic AV. Một con vang Apollo, con này thì các bác biết nhiều rồi, con này thì em sử dụng khá nhiều về cái dòng vang Apollo này, dòng vang Apollo chính hãng đập hộp nhé, chạy chip 21489, một trong dòng chip đầy cao. Và tiếp theo thì đây có một con nâng tiếng, khách thì rất thích dùng nâng tiếng và kết hợp với đôi loa full 30. Và chọn bộ này thì hát rất là hay, các bác nghe một đoạn karaoke nhé. Cùng gia đình cho anh nói câu biệt ly, ôm tình ta buồn trăm giá băng, chờ anh thấy em ơi quên cả nhạt phai. Bao năm nay có em trong ngày tháng, anh làm sao để vơi hết nỗi buồn. Ôi chia ly biết em vui tình mới, sao lòng anh giờ đây vắng. Các bác vừa nghe qua một đoạn karaoke nhá. Khoảng cách ngồi hát thì rất là gần. Khoảng tầm 3 mét nhưng mà một mic hát, một mic quay vào loa vẫn ok, không thể hú được. Vâng, xin cảm ơn anh và cảm ơn tất cả các bác. Bác nào có nhu cầu sử dụng về những dàn karaoke thì liên hệ trực tiếp với em. Đặc biệt những dàn em làm thì hát tiếng mic rất nhẹ. Tiếng mic rất nhẹ, ngồi gần cũng không thể hú được. Các bác hoàn toàn có thể yên tâm nhá. Mọi chi tiết liên hệ thì gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại của em nhá. Xin chào tất cả các bác.